Vâng, chào mừng các bác đến với kênh chuyên phục vụ những sản phẩm hàng bãi chất lượng tuyển chọn. Và đây là video giới thiệu và phục vụ các bác những bộ dây bãi xịn. Những bộ dây rất là tầm tiền, em cân đối để phục vụ các bác những bộ dây đợt này về. Có những cái bộ dây trong video này rất là cần thiết với các bác và những anh em đang chơi audio. Và vào vấn đề video chính, mời các bác đăng ký kênh, và nếu các bác nào có nhu cầu về những bộ dây này thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại ở trên tấm biển, em sẽ nhận đơn và gửi hàng tận nơi cho các bác. Những bộ dây này giá thành nó không cao nên em sẽ ship tận nơi các bác nhận hàng và thanh toán nha. Còn các bác nào nếu mà chuyển khoản trên điện thoại được, chúng ta chuyển khoản thì các bác có thể chuyển khoản cho em. Nên nói chung là tiện cái nào thì các bác hay làm, hay các bác có thể nhắn tin qua hai số điện thoại cho em, tên, địa chỉ và nội dung mua hàng thì em sẽ nhận hàng và gửi hàng cho tất cả các bác. Rồi, mời các bác đến những sản phẩm mới về. Đầu tiên, đây là những cái phần bên đây là phần dây Canrec rất là nổi tiếng mà từ năm trước cho đến năm nay nha các bác. Dây rất là hay. Trong phân khúc dưới 1 triệu thì dây này rất là đáng chơi. Các bác chơi trong gia đình nghe nhạc hoặc là chơi những thiết bị karaoke rất là hay. Khi lần đầu là năm trước em về được dây này là có một shop ở Hà Nội nó bán dòng dây này là 1 mét, giá 900 hay là 1 triệu, là khi đó em nhập được về và bán đến miết cho đến tới bên này là khoảng 1.5 năm rồi, vẫn dòng dây này rất hay nên vẫn phân phối và nhập về phân phối cho các bác. Khi đó là họ bán 900 một bộ dây AV như thế này là giá 1 triệu hay là 900 gì đấy, thì em nhập về và bán giao cho các bác là 500.000. Và đến tới bây giờ là 2021 thì cũng đã 1.5 năm bán những dòng dây Canrec của Nhật này rồi. Dòng dây này trong tầm tiền rất là hay nha các bác. Dây của Nhật xịn nha, dây bãi xịn nha. AV và ba lăng, và ba lăng ra AV nha các bác. Cái đây là dây AV thì giá cũng 400.000, đồng giá 400.000 hết nha các bác, 400.000. Tất cả là dây bãi xịn nha cho các bác. Giá bên em bao ship hết cho các bác. Dây AV nha, đây dây AV nha. Tất cả là dây 1 mét nha các bác. Còn đây được chủ yếu là ba lăng và ba lăng ra AV mới về này, chứ còn dây AV thì em giới thiệu cho các bác rất nhiều rồi. Các bác nào cần dây AV thì gọi điện cho em nha, hoặc là nhắn tin cho em. Giá 400. Đây là dây ba lăng ra AV nha các bác, có hàng cho các bác rồi nha, để các bác chơi nghe nhạc này, dây này nghe nhạc hay, cũng dùng có thể nghe nhạc tuyệt vời. Và có thể tuyệt vời nhất là các bác nào đang chơi văn số mà hoặc là những con dây mã DA nó có cái cổng ba lăng như thế này, thường thường là những con vang số hoặc là năng tiếng, các bác lấy đường tín hiệu nhạc có cổng ba lăng đúng không, các bác kém xuống đường âm ly là những cái direct bong chen, có nghĩa là ba lăng ra AV là bộ này nha các bác. Giá là 400.000. Rack là toàn rack xịn nha các bác, rack bạc chống oxy hóa nha, rack này kém rất là êm nha các bác. Đây các bác thấy đầu rack này rack Nhật luôn nha. Đấy, 400.000 bộ nha các bác, ba lăng ra AV. Và đây là ba lăng ra ba lăng, có nghĩa là được đầu cái luôn nha các bác. Đây, đầu được đầu cái luôn, Canrec luôn nha. Đó, dây Nhật xịn luôn. Đấy, giá 400.000 nha các bác, 400.000, giá đã bao ship cho các bác nha. Được rồi, về Canrec là có ba lăng luôn cho các bác nha, ba lăng và ba lăng ra AV luôn nha. Và được này rất là ngon, là được về được 14 bộ dây Monter, dây 3.5 ra AV. Lúc trước là về được 30 bộ dây AV là dòng dây monitor như thế này, dòng dây quân sự bạc nha các bác, quân sự bạc nha. Thì 30 bộ về tích tắc là trong một ngày rưỡi là lên đường hết. Được này về được chỉ có 14 bộ dây ba ly này, dây 3.5 ra AV, dây dài 2 mét nha các bác, giá là 500.000 nha. Dây này tuyệt vời, nếu các bác cầm cái dây này trên tay thì các bác sẽ thấy độ chắc của nó nha, và nó rất là gọn gàng nha các bác, nó là dây quân sự bạc nha, bạc 2 mét nha các bác. Dây Monter, dây của Mỹ, là đầu rack màu vàng. Đây chúng ta kém vào âm ly, và đầu này thì kém vào laptop hay là điện thoại nha. Đây là có xài thiên thu luôn, mà nó dài mà nó rất là gọn gàng, âm thanh thì nó bay rất là hay, đặc trưng của dòng quân sự bạc của Monter. Về được 14 bộ nha các bác, 14 bộ nha, giá 500.000 một bộ nha, order được 14 bộ thôi nha. Và hiện tại em cũng đang về hàng loại này nữa để có phục vụ các bác nha. Mà hiện tại chỉ có 14 bộ. Mà đây là dòng dây AV của hãng Bow, giá là 350.000. Dây của Mỹ nha các bác, Bow. Dây là dây mạ bạc nha,
33 tiếng thiên về sáng một tí. Giá 350.000. Giá nó bao ship và em còn 3 bộ dây mic này 5m nha. 3 bộ 5m. Dây mic là 350.000 bộ nha các bác. Cũng là đầu 6 ly và đầu 3 lăng để chúng ta kém mic dây. Còn 3 bộ nha, 350.000 một bộ, giá nó bao ship. Các bác nào lấy sản phẩm nào thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên tấm biển này. Em sẽ giao hàng tận nơi. Trong video này rất là tầm tiền, 400.000. Các bác có thể sở hữu những bộ dây xịn sò đến từ em Chiến tuyển về phục vụ các bác. Đây, lần này về 3 lăng ra AV tha hồ cho các bác sử dụng nha. Dây xịn các bác cầm phát là các bác biết liền. Nhìn nó rất là nuột chứ không phải như những dòng dây mà lê dây đẻo đâu nha. Canh Red cực kỳ nổi tiếng nha. Rồi các bác lấy thì liên hệ cho em nhé.